Xin chào mọi người, nếu các bạn chúng ta đang sở hữu một hay là nhiều những cái nốt ruồi ở phía sau gáy và muốn biết ý nghĩa của nó như thế nào đối với vận mệnh của các bạn thì đừng bỏ qua những chia sẻ trong video này nhé. Theo quan niệm truyền thống dân gian, nốt ruồi sau gáy sẽ được xem là một cái tín hiệu cho thấy là cuộc sống sẽ đầy những cái khó khăn, gian nan, vất vả và gặp phải nhiều những phiền toái, là người nặng về tình cảm và luôn luôn hay suy nghĩ. Và trong quá khứ, người ta tin rằng để tránh nhớ lại những ký ức của kiếp trước này, những người mà muốn khởi đầu mới, bắt đầu một khởi đầu mới, cuộc sống mới, thì người ta cần uống canh mạnh bà. Và nếu mà không uống canh ấy, thì mạnh bà sẽ để lại cái dấu vết và cái nốt ruồi sau gáy. Thì đó là cái quan niệm truyền miệng như vậy. Tuy nhiên, theo nhân tướng học hiện đại ngày nay, những người sở hữu một nốt ruồi ở sau gáy thường lại có cái ý nghĩa đối lập, nó theo cái chiều hướng là tích cực. Đó là những người mà thường gặp những cái may mắn này, cuộc sống sẽ có giàu có này, có tiền ấy, có của ăn của rẻ này, và có quý nhân phù trợ trong công việc và cuộc sống. Nói chung ấy, cả phụ nữ này, hay là đàn ông có cái nốt ruồi ở sau gáy cuối cùng đều sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc, bình yên và sung túc, và khi cuối đời thì không cần phải lo lắng quá nhiều, họ sẽ được hưởng từ phước từ con cháu rất là nhiều. Và tùy vào từng vị trí, nốt ruồi ở sau gáy sẽ có những người này sẽ có cuộc đời và vận mệnh khác nhau. Sau gáy thì chúng ta sẽ xem xét là sau gáy ở bên trái này, nốt ruồi sau gáy bên phải này, ở giữa này, hay là những cái nốt ruồi song song, hay là nhiều nốt ruồi sau gáy thì nó có ý nghĩa phải mã như thế nào. Cái trường hợp đầu tiên ấy, đó là cái nốt ruồi ở bên trái, ở phía bên trái của mỗi người ấy. Những người mà sở hữu cái nốt ruồi sau gáy bên trái thường đó là người thiếu sự cẩn thận, thiếu sự cẩn trọng, đặc biệt là trong cái vấn đề quản lý tài chính, và họ có sở thích là tìm kiếm này, khám phá những cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Về mặt tình duyên thì những cái người này có tình cảm hôn nhân khá là viên mãn, ít gặp những phiền muộn tranh cãi. Đối với nữ giới, những người mà sở hữu cái nốt ruồi ở sau gáy bên trái sẽ thường là những người phụ nữ sống nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn và biết cách chăm sóc bản thân cũng như là người khác, và thường sống là người sống thiên về gia đình, về chồng con. Đối với nam giới thì những người mà sở hữu cái nốt ruồi ở bên phía trái sau gáy thì họ là những người thường là những người đàn ông đề cao về sự nghiệp, nhưng mà cũng là người có rất là có trách nhiệm đối với gia đình. Nếu mà các bạn chúng ta sở hữu nốt ruồi son thì đó là cái dấu hiệu báo tốt nhé. Mình thì những cái dấu hiệu như vừa nãy thì đó là cái nốt ruồi mình thường là nốt ruồi đen, đen tuyền, đen đậm này. Còn đây nếu là nốt ruồi son ấy thì là dấu hiệu tốt, nó cho thấy chủ nhân sẽ là người có tính cách về lạc quan này, trí tuệ sắc bén, sẽ đạt được những cái thành công nhất định trong cuộc sống và công việc. Vị trí thứ hai đó chính là nốt ruồi sau gáy mà ở giữa. Ở giữa nó được xem là cái phá tướng theo nhân tướng học. Kích thước càng lớn, màu sắc càng đậm của nốt ruồi thì số mệnh càng khó khăn, càng xấu. Những người này có xu hướng tiêu xài hoang phí này, không biết quản lý tiền bạc. Nếu không sửa đổi cái tính cách kịp thời thì rất là nguy hại. Tuy nhiên, nếu đó là nốt ruồi son ấy, thì lại là cái điểm tốt, có thể đem lại những cái vận tốt, vận mệnh tốt cho cái người này. Cái vị trí thứ ba đó chính là nốt ruồi song song ở sau gáy. Với những cái người này song song ở đây tức là hai cái nốt ruồi nó nằm đối diện nhau, thường là những người mà có tính cách mạnh mẽ này, quyết đoán và có tiếng nói, địa vị trong cuộc sống, công việc, và họ thường đạt vị trí cao trong công việc và được mọi người kính trọng. Những người này được xem là cái mang số tốt, gặp được nhiều may mắn này, và luôn có sự thịnh vượng vây quanh. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi song song sau gáy là cái nốt ruồi chìm thì số phận của bạn có thể dễ bị dao động, lúc chìm lúc nổi, cuộc sống cần cẩn trọng hơn. Ngoài ra,
Nếu mà chúng ta có hơn hai nốt ruồi ở sau gáy thì các bạn cũng đang cùng xem thêm nhé. Ví dụ như là có ba nốt ruồi song song ở sau gáy thì sao? Thì ý nghĩa của nó là nếu mà chúng ta có ba cái nốt ruồi song song ở sau gáy thì khi mà trẻ thì người này sẽ có thể gặp nhiều khó khăn, gian nan vất vả, nhưng mà càng về sau về già thì sẽ càng ổn định hơn. Nếu một người có nốt 7 nốt ruồi sau gáy, các bạn chúng ta đếm nhé. Nếu mà 7 nốt ruồi sau gáy thì cái ý nghĩa là cuộc sống thỏa đáng, vô lo, vô nghĩ. Nếu sau gáy có 8 nốt ruồi, các bạn chúng ta đếm có 8 nốt ruồi ở sau gáy thì người này sẽ có mệnh số là khó khăn, không được người khác giúp đỡ nhiều và rất là về sau rất là khổ tâm về đường con cái. Rồi về vị trí thứ tư đó chính là nốt ruồi sau gáy ở bên phải. Vừa rồi chúng ta cũng đã tìm hiểu là nốt ruồi sau gáy ở bên trái này, ở giữa này, ở song song này, hoặc là nhiều những cái nốt ruồi, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu ở bên phải ý nghĩa như thế nào. Với phụ nữ, đàn ông thì đều là những người sẽ có cái cá tính là mạnh mẽ này, tự lập và không thích bị gò bó. Họ là những người có khả năng về lãnh đạo này, thuyết phục người khác, rất là tài tình. Và tức là cái người này rất có khả năng rất là thành công trong công việc và thường gặp những cái khó khăn trong vấn đề chuyện tình cảm, tình duyên và mất nhiều thời gian để tìm được tình yêu đích thực của mình. Và sau khi lập gia đình thì cũng có thể là đối mặt với nhiều mâu thuẫn, khó khăn. Nhưng mà nếu các bạn chúng ta đồng lòng vượt qua thì chắc chắn sẽ được hưởng rất là nhiều phúc về sau nhé. Được hưởng phúc về con cái, hưởng lộc về con cái về sau. Vậy là mình đã giúp các bạn chúng ta tìm hiểu những cái ý nghĩa khi mà nốt ruồi ở sau gáy như thế nào. Mọi thông tin thì mang tính chất cho chúng ta tham khảo thôi. Nếu các bạn chúng ta còn bất cứ thắc mắc nào có thể để lại ở phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.